Sì. Ok, hello, chào các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel Hồng Kaka Vlog, cuộc sống ở châu Phi. Đấy, hôm nay cũng là quay lại với cái ngôi trường nhỏ bé của em học sinh ở trong bản đấy mọi người. Thì hôm nay chúng cũng đã hoàn thiện được tầm 95% rồi. Đấy, bây giờ chỉ còn phần sớm nữa thôi mọi người. Đây, đây là có anh thờ bác phó thôn đang làm đây. Bon dia, pai. Bon dia, filho. Tá tudo bem, pai? Muito obrigado. Sim, sim, sim. Do lado. Tá tudo bem? Sim, sim. Sim, sim, sim. Mestre. Obrigado. Yeah. Ok, hello, chào các bạn. Đây là anh trai của em João mọi người, cũng là thời xây đấy. Lúc nào có công trình đấy, cứ là mình cứ gọi anh để đi làm, nói chung cũng làm giỏi, nói chung học dàng cũng làm được mọi người. Đấy, còn đấy là phía đấy, mọi người nhìn từ ngoài vào cũng thấy đấy. Là tất cả đã xong rồi, chỉ còn mỗi mấy cái đắp mấy cái cành ở chỗ cái nền mỏng thôi. Đấy, vừa là làm cái này đấy để lên. Dạ vậy. À, xin ta qua gì tại mình à, đấy. Yeah. O pai vê como assim? Sim. Tá como? Tá bonito. Ah. Tá bonito. Graças a Deus, agradecemos muito. Ajuda do Vietnã. Ah. Que nos ajudou com a escola. Ok. Escola. Sim, sim. Aqui na aldeia nunca tem assim, né? Não tem. Nunca veio mesmo essa coisa assim. Ah. Nunca. Yeah, agora tem essa criança, vai ficar como? Sim, a criança vai ficar alegre, muito alegre. Vai ficar contente agora. Yeah. Ah. Đấy, bây giờ đi vào trong thì mọi người xem. Đấy. Nói chung là cái phần giá trả ở ngoài là sóng lâu rồi, nói chung là cứ mưa rồi, bần mọi người. Cũng là làm nên, lắng nên, nói chung hôm nay nữa sóng. Ở trên xe để mình cũng là đưa sơn vào rồi mọi người. Thì là sóng chỗ này là bắt đầu là sẽ đi sơn lọt tất cả xung quanh nhà luôn mọi người. Đấy, thì tí nữa làm, đây bây giờ đi vào trong. Đấy là ở trong đó mọi người, rất là sạch sẽ luôn, cực kỳ đẹp mọi người, thoáng mặt. Đấy, chà. Đấy, cửa sổ là mở đầy đủ ánh sáng mọi người, rất là thoáng mặt luôn. Ui chà. Đấy, con trẻ này đấy, cái bục giảng mọi người, bục giảng cũng đã làm đây rồi. Chẳng phải làm cái gì để chen cái cửa lại mọi người, gió nó hay đầy quá. Đấy, chỗ này là đặt cái bàn đây, và chỗ này cái bục giảng của giáo viên. Dạ, aquí, né? Mete meja de professora, senta aquí. Aquí, mete un cuadro así, para professor quiere ver. Dạ. Đấy, nói chung ở phía trong là rất sạch sẽ đẹp rồi mọi người. Tất cả đấy cũng làm bục giảng đấy rồi. Bây giờ là chỉ chờ làm xong một tí đó là sẽ là để mà vào sơn luôn. Đấy, rất là thoáng mặt. Tá muito bonito assim dentro, criança vão estudar como? Vão estudar, vão estudar bem. Vão ficar bem alegre mesmo. Agora mesmo encontraram boa ajuda. Yeah. Sim. Đấy, thế là xong rồi đấy mọi người. Đấy, giờ là chỉ có làm một tí đấy này đấy nữa. Đấy, cái này cũng vừa làm xong để cho nó khô một tí. Rồi là cái bơ đấy, làm đấy. Tí nữa anh này làm xong là sẽ là lăn sơn luôn. Đấy, con sơn là đấy, mình mua đưa vào đấy đó mọi người. Vậy. Hoje eu trouxe tinta já aqui. Sim, muito bem. Muito obrigado. Quando ele terminar, ele compra, vamos queimar já, com branco. Tá bem, tá bem. Đấy, bây giờ để bốc sơn xuống đấy mọi người, bốc sơn xuống đấy để tí nữa anh này làm xong là sẽ là sơn lọt luôn. Đấy, ngày hôm nay chỉ sơn lọt thôi, nếu mà sơn lọt nhanh sớm thì sẽ là sơn màu luôn mọi người, nhưng mà trước tiên phải sơn lọt cho nó thật khô đã, rồi lúc đấy mới là bắt đầu là sơn màu lên được. Nói chung sơn lọt cũng phải hai lớp sơn lọt rồi mới đến sơn màu mọi người. Đấy, thì mới chắc chắn và bền và đẹp được. Vai, ajuda. Mete aqui.
Tira, tira, pai. Tạm thời mua 10 thùng đó mọi người. Thiếu thì sẽ là chở vào luôn. Vì lúc sáng đi là xe cũng đầy rồi. Là không chở thêm được nữa mọi người. Vì trên xe mình còn chở thêm là bao nhiêu là hạt giống đấy. Nào SSD sao? Có một Levala là lên ba sư đạo phá diện. Đấy, bao nhiêu hạt giống lên xe đó mọi người. Để gieo mưa đến rồi. Hạt giống ngô bắp đầu đấy. À, thì là mình chở đi xuống chỗ trang trại. Đấy, còn đấy là sơn thì để đây cho anh này sơn là bạc à pai tâm hay sabi pinta anh đã nuka fish ai ấy anh đã nuka anh đã nuka fish nunca anh đã nuka por qué porque aquí no existe esto ai ấy no tem aquí no temos ya nuka inta Não, não tem casa para pintar, né? Não tem casa para pintar. Hỏi bác đã bao giờ sơn? Bác bảo nó chưa. Ở đây làm gì có nhà xây nào để mà sơn cái này? Toàn nhà đất thì sơn cái gì? Đấy, bây giờ là lần đầu tiên ông bản ấy. Nào, depois vai aprender com ele. Vou aprender. Giờ tiêu xuống depois quando acabar, né? Vamos começar a queimar já. Esse tá quase, né? Cái này con tí là sóng rồi sơn thôi. Đấy, sơn phải đi sơn lọt được mọi người, sơn lọt sóng là bắt đầu thật khô đấy rồi mới là bắt đầu sơn màu lên được. Bây giờ là cái này để mình là chở đi xuống dưới chỗ trang trại mọi người, rồi tí nữa quay lại đây sau. Còn sáng ra chất một xe đồ đi lên quanh. Giờ vậy phi cái gì con này nhá. Eu vou trouxer esse. Vai na fazenda. Sim. Dạ. Đấy, depois eu vi. Sim. Đấy, tí nữa mình sẽ quay lại mọi người. Já tá bonito. Já está bonito. Já. Yeah. Bem bonito. É, tá fazendo muito rápido. Sim. Ah, aquela hora eu meti a barra aqui, foi lajeira. Agora vou andar já tá assim. Sim. Eita. Đi một vòng xéo nó, sơn sóng nào mọi người. Sơn đổ này chắc là để chui giòn, đang chui giòn ở phía trong mọi người ạ. Xéo nào. Đấy, đi một vòng. Esse acorde de tabo né, pai? Tabo. Esse acorde tá muito boa assim. Vai ficar claro aqui, no de, tudo aqui é verde, aqui fica amarelo. Amarelo. Aí, é? Sim. Quando fica longe assim já aparece? Fica lá mesmo, aparece bem. Ok. Ah. Yeah. Đấy, sơn sóng hay xung quanh nè mọi người. Đấy, xe sóng này cũng sơn sóng xuôi hết cả đó mọi người. Đấy, sợi. À, còn cái phần mỏng nữa là sẽ... Phần mỏng là để tí nữa. Chắc là chưa sơn, phần mỏng là chưa sơn mọi người. Để tí nữa là mọi người sơn cái phần mỏng nữa. Esse aqui, vamos pintar outro acorde. Foi? Eu vou não deixar assim. Sim. Vai pintar outro acorde. Tá. Cái móng này sẽ sơn cái màu khác mọi người. Màu nó tội hơn một tí cho nó sạch sẽ. Còn những cái chỗ sơn này là sẽ là lẩu. Cái sơn nước này thì bỏ nước lẩu là nó sạch đấy mọi người. Những cái cửa này phải em sẽ đập bồi đấy mới limpa bên những cái này là sẽ là lau cho sạch sẽ mọi người đi vào trong xem. Đấy.
cửa cũng làm sóng rất là rộng và đẹp không mọi người. Đấy, cái này anh Thành ấy, anh Thành đang ở trong, đang ở trong này mọi người. Đấy. Đấy anh Thành. Mình Thành vào luôn. Sơn sóng rồi anh. Giờ đang chui giòn à. Chui giòn cho sạch luôn để mấy hôm nữa là đưa bàn ghế. Bà ta cũng thờ sớm này. Thì okay, đây là bà ta, con nuôi lợn của Quang Linh mọi người. Em một em này nữa là mình cũng vừa đưa em này đi theo. Mở cửa ra cho nó thoáng mát này. Để con chui giòn cho nó nhánh khô rạo. À, đúng rồi, chui giòn sạch sẽ để đã ban giáo trường lớp cho các em học sinh rồi chúng thầy giáo hay nhìn thoáng mà rộng rãi đấy. Đúng rồi, mùa mưa đến gần rồi, có trường học mới thì đúng là quá tuyệt vời luôn. Trường đẹp thế này mà giờ không học được ra cả cái con chữ nữa thì đúng là đuổi luôn, em nào mà không học được là đuổi, không cho đi học nữa. Así ne escuela nuevo cuando tu crianza vaya que tiene aprende bien que no quiere aprender sai fora. Không học không để đấy mà lười học là đuổi về cho biết, nghỉ cho nghỉ mấy hôm để cho biết, đến đấy là phải học, phải chăm chú học, học được con chữ thì mới là sau này mới bớt được cái khổ đi. Chuỗi à đấy, sớm sóng chui giòn sạch sẽ đấy những người. Trên cửa sổ với các cái anh cửa lão cho sạch luôn anh. Đấy, để mấy hôm nữa là mang bàn ghế vào rồi là mang bảng vào gắn lên đấy. Đấy, bàn ghế cái chỗ này là bục của giáo viên đấy rồi. Để lão cho sạch sẽ, cho lão giòn tí cho sạch sẽ. Ở dưới kia mọi người đang giao ngồi gì kia, đang nghỉ ăn trưa à? Nặng mọi người ăn thôi, nghỉ ngơi tí rồi làm sáu. Anh chứ, hai em này ăn chứ? Anh ăn gì đây? Ăn một ngồi là bánh quy. Anh em mình đi trưa cứ đưa bánh quy ăn thôi mọi người. Chứ cũng bột ngô để dành những người dân. Nói chung là bột ngô cũng khó ăn lắm mọi người. Đấy, sơn ở cái mỏng này là mình sơn cái màu sơn mỏng anh. Sơn mỏng. Tí nó chui giòn sóng rồi. Nói chung là chui giòn hết tất cả bắt đầu mới sơn đấy này. Chứ không là bẩn, nó chảy xuống bẩn lắm. Nước bẩn nó chảy xuống đấy. Có cũng hết nhiều thùng sơn đấy nhỉ. Hơn chục thùng đấy. 2, 4, 6, 8 rồi hôm qua 3 thùng nữa. Cũng hết 11 thùng sơn, bây giờ một thùng sơn mỏng nữa là 12 thùng sơn. Quậy. Đây, được rồi đấy, giờ để đi sơn cái mỏng mọi người. Sơn cái mỏng này, sơn cái màu sơn này cho nó sạch sẽ. Đầm đa sạch sẽ chứ, dưới mỏng mà sơn cái màu vàng này là xấu lắm mọi người. Xe. Tí nữa phía trước này thì tí nữa rửa đấy xong mọi người. Đấy, phía trước cái hiên này đấy là về chui giòn sạch sẽ ở trong thì nói chung là cũng là sạch sẽ rồi. Đấy, chui giòn đấy trong là để chui giòn phía trên một tí là sạch sẽ rồi, ngày mai ngày kia đấy bắt đầu sẽ đưa là bàn ghế vào để bắt đầu mà ấy. Sơn cái màu dưới này cho nó sạch sẽ luôn, nhiều lúc là mưa gió đấy, đất nó bắn lên là nhìn vào đấy là cái này màu đấy nó sạch.
Đấy, nói chung là cũng gió cái đất hơi dốc mọi người, nên là mỏng nó không được băng, nhà băng là được rồi. Sơn xung quanh này nhìn đẹp lên hẳn luôn mọi người. Đấy, cái này nhìn như kiểu mà cái nhà văn hóa xóm mình ngày xưa đấy, vừa đi học vừa đi họp đủ thứ trong này. Đây đây, anh lăn cho đấy nhá. Em ra phía trước này để các em nó làm cho sạch luôn, để ngày mai người kia con đưa bàn ghế vào rồi sắp xếp, nếu con làm cái lễ khánh thành để mà ban giáo lớp học cho thầy giáo cũng như là các em học sinh ở trong bản. Đấy, còn phía trước này tí nữa là để chui giòn cái này xong mọi người thì mới là sớm được cái phía trước này. Còn bây giờ là đang nước ướt là chưa ấy được. Đấy, thì nó chui giòn xong rồi nhìn mới sạch sẽ được. Đấy, mấy ngày mai cái bắt đầu sẽ là đi dọn dẹp sán băng lại cái sân này mọi người, cho nó sạch sẽ. Úi trời, bác trưởng thôn này, nhìn tình chịu khó này, đi xuống dưới suối xách nước về mọi người. Đấy đây, sao phải ao chưa đập này. Úi trời. À, can xa đu. Bác mệt rồi, thôi để mình. Đấy, rồi nước lên bắt đầu quẹt mọi người. Dạ, lấy sao vào, va rê. Vá đây. Đấy, sạch sẽ luôn. Dạ, vá đi. Dạ, vá đây bên. À, xin. Rất là sạch sẽ và mát mẻ luôn đấy. Quá sạch sẽ luôn. Đấy, cái hiên là lão giòn sạch sẽ rồi mọi người. Đấy, bây giờ sơn ấy, sơn một vòng theo cái móng này đấy. Đấy, cái móng nhà sơn cho nó sạch sẽ luôn. Sơn lên nhìn rất là nổi đẹp luôn. Ese pinta aquí, va a ficar también bonito. Ở đây cái hiên mọi người, hiên cũng rất là sạch sẽ mát mẻ luôn. Hiên cũng làm rất là rộng lại đấy mọi người. Nghĩa là cho các em là đừng lúc mưa, đừng đấy trụ mưa là cũng rất là ok, mà mưa là không bị hắt vào lớp học mọi người. Anh Thánh đang sơn nốt cái phần mỏng này mọi người, để cho
sống cho khô đấy. Ngày mai ngày kia là sẽ mang bàn ghế vào đặt, rồi là mang bảng của giáo viên vào nữa gắn lên. Rồi xong đó là sẽ bắt đầu là làm cái lễ khánh thành nhỏ nhỏ đấy, ban giáo lớp học cho người dân bản này, cho thầy giáo, cho các em học sinh. Đây, chỗ này là dọn dẹp đấy. Ok, được rồi đấy. Sao mà professor có kể ấy à, luôn không? Limpa aquí no quinta, indire está bien, a un tipo así, ¿no ves? Buraco así, ¿no? Tapa bien, bate bien. Indire bien mismo, aquí quinta bonito, na escola. Sí, después yo trouxe y mesa, carteira, con mesa de profesor también, que era cuadro así, vamos a meter ya. Después vamos a hacer una fiesta pequeña ahí, para entregar a escola do... aldeia, do professor, do aluno, vamos entrar já. Muito obrigado. Vamos escrever já. Sim, sim. Yeah. Sim. Assim já. Ê, nhìn từ ngoài vào, nhìn cũng là như kiểu mà cái nhà thôn, nhà văn hóa, nhà của Việt Nam mình ngày xưa đấy. Ngày xưa Việt Nam mình cũng có một cái nhà nhỏ này mọi người. Đấy, vừa họp này, rồi vừa học này. Nói đúng là tất cả sinh hoạt xóm đấy, là đi vào trong này luôn. Sơn xong rồi chui giòn một tí nữa là ok. Ở phía trong thì cũng đã sạch sẽ rồi, còn mỗi tí ngoài này rồi sơn đây. Đấy, xem con chỗ nào sơn nổi cho hết đấy. Chỗ nó hẳn hoi vào. Đấy, làm cho mọi người là nộp công làm mọi người. Là làm cho nó chỉnh chú hoàn chỉnh để người dân có được cái, cũng như các em học sinh có được cái lớp học đấy, để đến học xóa mù chữ. Nói chung cái lớp học này là để xóa mù chữ mọi người nhé, chứ không phải học hành gì giỏi, học hành giỏi đi từ từ. Hiện tại bây giờ là đang cái chương trình kế hoạch là xóa mù chữ. Đấy, to nhỏ lớn bé chứ chia lớp ra để học, học theo từng cá. Nói chung là các em nhỏ đây cũng rất là đông luôn, đi học một lần thì không được. Đấy, phải chia cá ra. Đấy, một ngày khoảng tầm 4 cá gì đấy, mỗi cá là học khoảng tầm 2 tiếng 3 tiếng gì đấy. Đấy, rồi cho bài tập rồi về nhà luyện tập luyện viết. Đấy. Thôi bây giờ để đi xuống dưới chỗ nóng trại một tí mọi người. Người dân cũng đang làm gì đấy. Anh Thánh đây là sớm một tí lên cho sóng nó đi xuống dưới chỗ nóng trại luôn. Rồi ngày mai ngày kia mình sẽ là mang chở bàn ghế học sinh, bàn ghế giáo viên, là mang những cái bảng viết của giáo viên ấy, mang vào để là bắt đầu là gắn lên cho sóng để ban giáo cho các em được vào học sớm ở trong cái lớp học mới. Đấy, thôi bây giờ mình đi xuống nhìn nóng trào tí mọi người nhé. Đấy, thì video này mình cũng xin kết thúc tại đây. Mọi người thấy video này hay và có ý nghĩa thì nhớ cho mình một like, một chia sẻ và nhớ đăng ký kênh. Cùng cả các vlog cuộc sống ở châu Phi để mình có động lực giúp đỡ những người dân nghèo ở miền núi châu Phi các bạn nhá. Chào các bạn. Phải chào các bạn đi. Chào các bạn. Chào các bạn. Đấy, hôm nay là học được cái chào các bạn đấy đấy. Yeah. Đấy, còn nói chỗ nào đấy, hôm nào là khánh thành mọi người, khánh thành sẽ là lau dọn lại một lần nữa để cho nó sạch sẽ để ban giáo vào cho nó đàng hoàng.